Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con thân mến, sau đây cô đọc cho các con nghe bài văn Thuật lại một giờ học đáng nhớ đối với em. Mời các con tham khảo. Viết trang 75 Đề bài Viết bài văn thuật lại một giờ học đáng nhớ đối với em. Bài làm Tiết chính tả tuần trước của lớp em là một tiết học đáng nhớ. Cho đến tận bây giờ, em vẫn còn nhớ rất rõ tiết học sôi động và hào hứng ấy. Bởi đó là tiết dạy đầu tiên của cô Lan, cô giáo trẻ mới ra trường, được cô hiệu trưởng phân công chủ nhiệm lớp em. Từ trước khi tiết học bắt đầu, cô đã có mặt ở buộc giảng để chuẩn bị đồ dùng dạy học. Cô bước vào lớp, cả lớp liền nghiêm túc đứng dậy để chào cô. Sau khi xác nhận sĩ số lớp, cô mới gật đầu ra hiệu cho chúng em ngồi xuống. Chồng cô còn rất trẻ, khuôn mặt cô toát lên vẻ hồi hộp, giống như chúng em lên bảng kiểm tra bài cũ vậy. Nhưng sau đó, cô như trở thành một con người khác. Cô lập tức nghiêm túc và tự tin hơn hẳn. Hôm ấy, cô dạy chúng em nghe viết bài Tiếng nói của cỏ cây. Cô nhắc chúng em mở sẵn sách giáo khoa vở viết và chuẩn bị bút mực để bắt đầu giờ học. Đầu tiên, cô Lan đọc qua một lượt đoạn văn mà chúng em cần chép trong tiết học. Giọng giảng bài của cô dịu dàng và dễ hiểu. Vừa đọc, cô vừa cẩn thận nhấn nhá từng từ khó viết, đồng thời viết từ đó lên bảng cho chúng em nhìn rõ hơn. Như các từ dễ nhầm lẫn khi viết chờ hoặc chờ, sờ hoặc sờ, đặc biệt là tên riêng nước ngoài cách đặt câu hỏi và giải thích cho chúng em của cô rất dí dỏm và hài hước nhờ vậy mà dù trả lời sai chúng em cũng không thấy buồn không khí tiết học cũng theo đó mà trở nên sôi động hơn hẳn cô ra hiệu cho cả lớp chuẩn bị bảng con và phấn để luyện viết từ khó sau đó Cô mới bắt đầu đọc bài cho chúng em chép vào vở. Mỗi lần cô chỉ đọc từ 2 đến 3 tiếng và lặp đi lặp lại nhiều lần. Vừa đọc, cô vừa chăm chú quan sát từng bạn để không bạn nào chép thiếu cả. Cô nhắc từng bạn phải ngồi đúng tư thế, viết đúng luật chính tả. Cứ như thế, khi cô vừa đọc hết đoạn chính tả thì cô cũng vừa kịp đi hết một vòng lớp sau đó cô cho chúng em làm bài tập những bạn nào có nét chữ đẹp trình bày sạch sẽ điền từ đúng ở phần luyện tập thì sẽ được cô tặng cho một điểm hoa dán vào bảng học tập ở cuối lớp khi tiết học kết thúc cô lan cảm ơn cả lớp vì đã cùng cô học một tiết chính tả thật vui và ý nghĩa nhờ sự sâu sát và quan tâm của cô mà chữ viết của chúng em ngày càng đẹp hơn Bài văn thuật lại một giờ học đáng nhớ, đối với em đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Cô chào các con.